cả nhà thì nước biển là dễ tắm không? Nó là như vậy, nó cũng không quá mặn cho nên rất là dễ tắm nha. Cái đem cái ván trượt ra đó là mình trượt vào cũng khá là thú vị đấy, trẻ con nó cũng chơi được kìa. Mình nhìn từ xa mình thấy có một cái lá cờ tổng thống Trump. Wow. Cả nhà cũng biết bây giờ là ông Biden thì đang làm tổng thống, nhưng mà thực sự là người ta thực sự là người ta vẫn ủng hộ tổng thống Trump nhé. Đây, Facebook quay cho cả nhà xem. Có thấy một anh chị người Việt Nam anh chơi giơ tay chào, mà tại vì mình mãi nói chuyện cho nên là mình cũng say hi lại sau. Bản thân hai cô cũng nói về tin tức thời sự Hoa Kỳ cũng rất là lâu rồi, từ đầu năm 2019 đã bắt đầu, không phải như là phải giữa năm 2019 thì cũng nói về tin tức Hoa Kỳ. Và sau khi ông Biden làm thắng cử, thành ra là tin tức Hoa Kỳ cũng đem lại cho chúng ta nhiều cái ngán ngẩm, cho nên là không có làm video nhiều về tin tức thời sự. Nhưng mà nếu mà thông tin mà có cái gì mới nữa thì Hàn Quốc sẽ lại tiếp tục chia sẻ đến với cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Người ta đi du lịch, bây giờ ông Biden ông làm tổng thống rồi mà người ta vẫn còn mến mộ ông Donald Trump. Chính trị của Mỹ nó cũng rất là có nhiều cái cũng khá phức tạp và khó hiểu, nhưng mà nó cũng rất là thú vị. Nếu như ai đã yêu thích chính trị Mỹ thì sẽ thấy chính trị Mỹ nó hoàn toàn khác với lại chính trị ở những cái nhà nước độc tài. Chính vì như vậy nó có những cái màu sắc mà mỗi khi chia sẻ tin tức có đi rất là nhiều điều thú vị để chia sẻ. Tuần sau hai cô sẽ trở lại chia sẻ về tin tức Hoa Kỳ lại cho quý vị nhé. Thực ra là những cái căn hộ ở đây nó đều có những cái gian bếp ấy, để chúng ta có thể là nấu nướng, cho nên là đem theo đồ ăn, mua đồ ăn đem theo để nấu thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ giá cả nó sẽ tiết kiệm. Cái gì tiết kiệm được thì phải tiết kiệm, đúng không cả nhà? Đó, mọi người cứ họ đem cả những con nít ra luôn á, có đứa mấy tháng tuổi họ cũng đem ra đi chơi biển bình thường à, rồi họ đâu có sợ nắng đâu. Họ thích những cái làn da mà nó ngăm ngăm nâu nâu lắm, cho nên là họ phơi nắng rồi họ ngồi giữa nắng vậy đó. Còn người Việt Nam mình thì là rất là sợ đen, đúng không? Cái bà nhỏ kìa, bà xinh như búp bê á. Trời ơi, đi chiều. Đó, cả nhà thấy không? Biển rất là êm, biển này dễ tắm lắm. Nó không quá mạnh mà đi được tận ra xa với kia phía kia luôn mà. Trong cái kỳ đi cái biển Grand Sạch này của mình thì mình đi 4 ngày 3 đêm. Ngày hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Và ngày mai là mình sẽ trả phòng lúc 11 giờ, sẽ trở lại với công việc bình thường. Và ở đây thì mọi người đa số là cũng chích vaccine hết rồi, cho nên là cái tình hình đại dịch ở Mỹ đến thời điểm này thì mặc dù là thỉnh thoảng đi ra ngoài có những cái chỗ đông người không có đeo khẩu trang, nhưng mà nó không còn đáng sợ như cái thời kỳ đầu nữa. Còn ở Việt Nam của chúng ta thì tình hình càng ngày càng căng thẳng. Hy vọng là sắp tới mọi việc nó sẽ ổn định lại để cho mọi người của chúng ta trở lại cuộc sống ổn định nhé. Rồi tới cái lều của Hasco rồi đó. Wow, mọi người thả dù quá trời luôn. Cuối tuần thư giãn.